Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mao Tử Tuấn làm rõ tin bị Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp. Nhiều tin đồn cho hay sự nghiệp Mao Tử Tuấn không khởi sắc là do Lâm Tâm Như kìm hãm. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video nói về sự nghiệp của Mao Tử Tuấn. Trong đoạn video nói rõ, tài tử họ Mao được cho là có ngoại hình, có diễn xuất nhưng mãi không thể nổi tiếng. Nguyên nhân là bởi anh bị Lâm Tâm Như kìm hãm. Ngay lập tức Mao Tử Tuấn đã để lại bình luận dưới video và phủ nhận thông tin trên. Nam diễn viên viết, ngậm miệng lại đi, không có chị ấy thì tôi sẽ không có cơ hội làm diễn viên, đừng ở đây nói xấu nữ thần của tôi. Mao Tử Tuấn sinh năm 1986 là gương mặt không hề xa lạ đối với các mọi phim xứ Trung. Anh từng xuất hiện trong các tác phẩm như Đại Nha Hoàn, Hạo Lan Truyện, Chu Tiên Thanh Vân Chí, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Năm 2011, Mao Tử Tuấn và Lâm Tâm Như hợp tác trong phim Khuynh Thế Hoàng Phi. Cùng bởi vậy, nam diễn viên ký hợp đồng và về hoạt động dưới trướng studio của nàng Hạ Tử Vi. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Mao Tử Tuấn đóng nhiều phim nhưng lại không thể tỏa sáng, thậm chí danh tiếng của anh còn có phần sụt giảm. Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng Lâm Tâm Như đã kìm hãm sự phát triển của Mao Tử Tuấn. Khi hết hạn hợp đồng, tài tử họ Mao rời công ty và ký với Hoan Thụy Thế Kỷ. Anh nhận nhiều sự chú ý khi đóng vai nam phụ Tần Vô Viêm trong Chu Tiên Thanh Vân Chí, đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người nhận xét D19 là tác phẩm giúp Mao Tử Tuấn thất kiếp vô danh. Hành động lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như của Mao Tử Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi, cho thấy anh là người trượng nghĩa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.